Đây, sống một chiếc máy lọc nước Eon Kiềm đến từ thương hiệu Panasonic. Mã của nó là TK7208. Chiếc máy được trang bị 3 tấm điện cực dung tích loại lọc là 6.000 lít, cho chúng ta ra được 8 loại nước cơ bản, trong đó có 3 loại nước kiềm theo các thứ tự là 8.5, 9 chấm và 9.5, một nước trung tính độ pH khoảng tầm 7 chấm, cũng như một nước acid có độ pH là 5.5 là 6.0, dùng để rửa mặt tẩy trang. Đấy. Và hai loại nước nữa ta lấy từ, ví dụ như khi chúng ta lấy nước acid 6.0 thì đường nước thải của nó sẽ có nước kiềm có độ pH khoảng tầm 10 chấm đến 10.5 như đây. Còn khi chúng ta lấy nước có độ kiềm là 9.5 với màu sắt này thì chúng ta sẽ lấy được đường nước thải của nó sẽ có độ acid khoảng tầm 5 chấm này. 5 chấm đến 5.5. Đấy. Đây là bảng màu của tất cả loại nước lấy trực tiếp ra từ chiếc máy này với các độ pH tương ứng từ 5 chấm này, 5.5 này, 7 chấm này, 8.5 này, 9.0, 9.5 và khoảng 10 chấm đến 10.5. Đấy. Đầy đủ 8 loại nước lấy ra với bảng màu hết sức là đẹp luôn. Đấy. Chiếc máy Panasonic TK7208 này là hàng đấu giá trực tiếp từ Nhật nên các bác yên tâm về chất lượng nhé. Sản phẩm thì đã được vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, vệ sinh chuyên sâu các tấm điện cực bằng máy rung siêu âm cũng như là tất cả các hệ thống vòi cũng như là đường van van vòi cấp nước. Đấy. Đảm bảo cho các bác là luôn luôn là sạch sẽ từ A đến Z, các bác quay là sử dụng trực tiếp. Đây là dòng nước uống tại vòi nhé. Đấy. Hệ thống đường nước của nó thì đây là nửa vòi để chúng ta lấy nước sử dụng nhé, là vòi trên, và đường ống to to một chút này, đây là đường nước cấp vào, còn đường bé hơn nhỏ đây, đây là đường nước nước thả nước xả nước thải nhé. Đấy. Còn đây là dây nguồn. Lưu ý là hàng nhập nội địa thì sẽ sử dụng điện 100V nhé, chúng ta sẽ phải sử dụng qua đổi nguồn. Với dòng này thì chúng ta chỉ cần công suất của đổi nguồn tầm 500 VA trở lên là ok rồi. Đấy. Công suất max của chỗ này khoảng tầm 1,3A, tức là 130W. Đấy. Đây là thông số về thông tin của sản phẩm này. Về ngoại hình thì cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây là vị trí của muối canxi để mà tăng cường điện phân trong những vị trí, những cái địa điểm mà chúng ta có nước, chúng ta nào là nước mềm thì mới cần thiết phải bỏ thêm khoáng chất để tăng cường điện phân. Chứ còn bình thường thì với các nguồn nước của Việt Nam thì đa số thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng đến cái thêm khoáng này. Đấy, bởi vì nguồn nước đầu vào của chúng ta đa số là nó sẽ nằm từ 7.5 đến 8.0. Cái này chúng ta chỉ sử dụng trong trường hợp mà nước đầu vào có độ pH nó thấp từ 5 chấm đến 6 chấm thì chúng ta mới cần phải sử dụng. Đấy. Còn đây là các loại nước này, ví dụ đây là 7.0 này. Chúng ta ở đây là số 1 này, 8.5 này. Đấy. Đây là lượng nước còn lại nhé, 5.317 lít. Số 2 này, 9 chấm này. Số 3 này, 9.5 này. Đấy. Đây là nước có tính axit này, 5.5 này. Đấy. Bình thường nước trung tính này, pha sử dụng thuốc này. Đấy. Chiếc máy cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Còn bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc lọc nước Eon Kiềm này, một dòng cực kỳ là phổ biến cũng như là rất là hữu ích mà được mọi người rất là tin dùng. Vì thứ nhất là nó thuộc phân khúc tầm trung nên là hợp túi tiền với rất là nhiều các bác, cũng như là đáp ứng được đầy đủ tất cả các nhu cầu trong sử dụng trong gia đình. Đấy. Có đầy đủ tất cả các loại nước để rửa mặt tẩy trang cũng như pha sữa uống thuốc, và nước của Eon Kiềm dùng để nấu cơm, nấu canh, pha trà, pha cà phê, ngâm rau củ quả vân vân. Đấy. Đều có thể sử dụng được đầy đủ, máy được trang bị đầy đủ. Đấy. Nên là cần một chiếc này đã là đủ để các bác sử dụng rồi. Rồi, ok, bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc máy lọc nước này có thể liên hệ trực tiếp với HT Shop qua các đầu số điện thoại và Zalo quen thuộc 0828 868 999 và đầu số 0917 379 959. Bên shop ship hàng toàn quốc nhé. Còn bác nào khu vực Hà Nội có thể trực tiếp qua Phú Diễn Bắc Từ Liêm để trải nghiệm sản phẩm cũng như là mua hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.